Muốn thử chứ muốn nếm gì. Hello mọi người. Về vườn nho để hái, để hái nho đây nè. Nhìn nho hấp dẫn quá luôn á. Nho đi chỗ nào cũng đụng đầu hết à. Wow. Hái nho thôi nào, trời ơi nho. Wow, ở đây một vườn nho lớn luôn nè. Đây mọi người thả like thả stream qua thử thấy thấy rõ không nha, coi rõ không cho anh em biết nha. Lên like lên stream nha. Lên like lên stream để cho anh em biết có rõ không, anh em quay cho nét nét cho mình mọi người coi thấy nho cho hấp dẫn nè. Đây nè, mọi người mặt nho nè. Đâu đây là rượu nho hay là mặt nho? Mặt đàng hoàng rất là ngon, miễn phí luôn đúng không? Miễn phí luôn. Ăn nho no mà uống cũng no luôn. Ăn nho là miễn phí mà được lại uống nho miễn phí nữa. Vào cổng thì không tốn vé tiền nha, mình chỉ có mua ủng hộ cho người ta thôi, 1-2 chai rượu nho hoặc là vài 2-3 kg nho thôi. Nho thì mình có thể là cắt tại vườn luôn, cực kỳ nhiều, chắc cuối tuần này là khách đi hái nho là đã rồi. Wow, nãy quay rõ đó mà sao bây giờ tối thế ta, may quá hôm nay đi trúng vườn nho cực kỳ nhiều nho luôn. Ai có bị kích thích không, khách yêu đâu rồi, trời ơi chịu vả luôn nè. Đã quá à. Một vườn nho. Hấp dẫn không mọi người? Hơi bị ghiền luôn đó. Một vườn nho toàn là nho không đi mà đụng đầu luôn. Mình có thể vào đây vừa tham quan, vừa được thưởng thức nho, vừa được thưởng thức rượu nho. Mình được ăn nho tại vườn luôn nè. Đây là chùm nho. Mình được ăn thì mình hái những trái nho chín thôi, đừng có phá những trái nho xanh là được rồi. Hấp dẫn quá. Mình sẽ đi ra đây, mình sẽ quay cho mọi người coi rượu nho với mật nho người ta làm cho mình thưởng thức nha. Đây đây là mình sẽ giới thiệu bà này luôn, bà chủ nè. Ai đây muốn thì ghé vào vườn nho mật nho. Bà này nè, đúng rồi, mày quay trực tiếp tao nói cho. Mật nho sang tính đúng không? Đúng, không phải, không phải. Đúng rồi, tao nói cho. Ông bị ồn phải quá, mấy thằng gái đi. Uống mật nho mà sẽ ốm giảm cân. Uống cỡ này nè. Uống mật nho giảm. Mọi người mua nho chưa? Uống mày ốm mà đẹp vậy đó. Đây là rượu nho nè. Tấm đen nhỏ nào mặt thì cứ có phẩm vấn. Bao nhiêu chai chị? Chị phải nói gương uống nhiều vô. 1-5 à. Tôi hỏi thiệt bao nhiêu chai để em nói cho những chai khách biết luôn. Cái này á. Coi hỏi. 50 ngàn. Rồi cái này là 50, đây là rượu. Rượu nho uống với đá lạnh nha. À đây là sen. Cái này là sen chảnh. Ở quên. Sen tím, sen tím. Mình hái xong hết chưa? Đúng rồi. Bà kia làm gì lấy giấy báo vậy? Đừng có đi mà xin ngang. Ở trên xe bà lấy giấy báo. Nè bà em, trên xe mình có giấy. Làm nó lẳng lặng từ nãy giờ là mình nói lớn tiếng làm gì nó sừng lại thấy không? Ăn cắp đúng không? Ủa sao đi lì lòi có đứa nhỏ này? À tại vì con nhỏ này nó em mới được. Rồi xong chưa? Xong chưa? Mình di chuyển qua resort Vĩnh Hy. Rồi xong rồi. Rồi chúng ta cái nào chưa tính tiền giùm. Rồi ok, mình chào tạm biệt vườn nho, ở lại đây đi. Hẹn năm sau gặp lại nha.